Đại Bồ Tát lấy bốn niệm trụ làm hữu sở đắc, lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy pháp môn giải thoát không làm hữu sở đắc, lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy thánh đế khổ làm hữu sở đắc, lấy thánh đế tập diệt đạo làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy bốn tịnh lự làm hữu sở đắc, lấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy tám giải thoát làm hữu sở đắc, lấy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa làm hữu sở đắc, lấy tất cả pháp môn Đà La Ni làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy bậc cực hỷ làm hữu sở đắc, lấy bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy năm loại mắt làm hữu sở đắc, lấy sáu phép thần thông làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy mười lực Phật làm hữu sở đắc, lấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy pháp không quên mất làm hữu sở đắc, lấy tánh luôn luôn xả làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy trí nhất thiết tướng làm hữu sở đắc, lấy trí đạo tướng trí nhất thiết làm hữu sở đắc, đại bồ tát lấy quả dự lưu làm hữu sở đắc, lấy quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác làm hữu sở đắc, đại bồ tát lấy tất cả hạnh đại bồ tát làm hữu sở đắc, lấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật làm hữu sở đắc. Đại bồ tát vì lấy các hữu sở đắc như thế mà sanh khởi này thiện hiện còn vô sở đắc là đại bồ tát đối với tất cả pháp như thế không hành không đắc không nói không chỉ đó là đại bồ tát đối với sắc không hành không đắc không nói không chỉ đối với thọ tưởng hành thức không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của sắc cho đến tự tánh của thức đều chẳng thể hành đắc nói chỉ Đại Bồ Tát đối với nhãn xứ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của nhãn xứ cho đến tự tánh của ý xứ đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ. Đại Bồ Tát đối với sắc xứ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không hành, không đắc, không nói, không chỉ. Vì sao? Vì tự tánh của sắc xứ cho đến tự tánh của pháp xứ đều chẳng thể hành, đắc, nói, chỉ đại bồ tát đối với nhãn giới không hành không đắc không nói không chỉ đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của nhãn giới cho đến tự tánh của ý giới đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với sắc giới không hành không đắc không nói không chỉ đối với thanh hương vị xúc pháp giới không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của sắc giới cho đến tự tánh của pháp giới đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với nhãn thức giới không hành không đắc không nói không chỉ đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của nhãn thức giới cho đến tự tánh của ý thức giới đều chẳng thể hành đắc nói chỉ đại bồ tát đối với nhãn xúc không hành không đắc không nói không chỉ đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không hành không đắc không nói không chỉ vì sao vì tự tánh của nhãn xúc cho đến tự tánh của ý xúc đều chẳng thể hành đắc nói chỉ. Hết quyển thứ 378